Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong không giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân chào gửi tới quý vị khán thính giả tập số 80 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại bót. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tống Thanh Duệ rời đi, Tống Nguyên bất đắc dĩ nói với vợ: "Xem ra em đang ủng hộ cho Lâm Minh Kiều cùng con trai của chúng ta. Lúc đầu em cũng không ủng hộ, nhưng bây giờ em không thể nhịn được nữa." Lâm Thành Phương lắc đầu nói: "Hơn nữa, bọn họ hiện tại chỉ là đang hẹn hò, không chắc có thể kết hôn hay không, hãy bớt lo lắng, có thể họ sẽ tự chia tay." Tống Nguyên trầm mặc một hồi rồi nói: "Nếu kết hôn thì sao? Vậy thì kết hôn chứ sao?" Lâm Thành Phương liếc nhìn chồng trước đây tôi không ngại vì sợ họ khăng khăng muốn ở bên nhau sẽ gây ra phiền phức bây giờ họ định công khai nếu có thể kiên trì đến cùng thì chỉ có hai trường hợp một là thế giới bên ngoài ủng hộ họ hai là có tình cảm sâu sắc và không mang đến thị phi không ai có thể tách họ ra khỏi bất cứ thứ gì vậy tại sao phải làm việc này tống nguyên nó có lý và ông không thể bác bỏ nó 10 giờ tối, lúc Lâm Minh Kiều chuẩn bị đi ngủ thì Lâm Mẫu đi tới. Tay của con bị thương, buổi tối có thể mẹ dỗ Nguyệt Nguyệt đi ngủ đi. Nguyệt Nguyệt sẽ quấy dày, mẹ ngủ không ngon, tay còn chỉ hơi đau thôi. Lâm Minh Kiều đặt Nguyệt Nguyệt xuống giường. Nguyệt Nguyệt lập tức vui vẻ bật dậy trên giường. Lâm Mẫu nhìn dáng vẻ vô tư của Nguyệt Nguyệt, sau đó nghĩ đến ba của con bé, thở dài nói. Chẳng qua, tay của con bị thương. Sao Thanh Duệ không tới thăm con, cũng không có gọi điện thoại quan tâm con sao? Nói đến đây, Lâm Minh Kiều cảm thấy khó chịu vô cùng. Đừng tưởng chỉ là bị thương nhẹ, trước đây Tống Thanh Duệ dù bận đến mấy cũng sẽ tới đây. Nhưng hôm nay cho dù tới bây giờ, anh ấy còn không có gọi điện thoại. Không phải anh ấy không biết mình gặp phải chuyện gì, nhất định là hai tên vệ sĩ đó đã nói rồi. Không có lời nào an ủi, vậy là sao đây? Anh ấy vẫn còn tức giận, chuyện buổi sáng hay sao chưa? Buổi sáng mình nhu nhược, anh ấy tức giận là chuyện bình thường, than ôi. Lúc trước anh ấy có gửi quy chat cho con, lần mình kiều mơ hồ nói, thôi mẹ đi ngủ đi. Này, anh ấy không muốn gọi điện thoại, chỉ là gửi quy chat, vậy là có quan tâm sao? Lầm mẫu lầm bầm trước đây Giang Quý Dương và Tống Dung Đức tôi không có giám sát nghiêm ngặt, Lần này chuyện yêu đương hai người, tôi sẽ phải giám sát nghiêm ngặt, không thể để cho con bị đàn ông lừa dối một lần nữa. Lâm Bình Kiều không nói nên lời, cô ngốc như vậy sao? Mặc dù cô đã gặp kẻ xấu vài lần, nhưng không thể trách cô vì có quá nhiều người đàn ông tồi tệ. Cuối cùng thì tiễn Lâm Mẫu đi, Lâm Bình Kiều đem Nguyệt Nguyệt lên giường. Là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng ngủ không dễ dàng như vậy. Cô dỗ dành hồi lâu, cuối cùng khi Nguyệt Nguyệt đã ngủ say trong nhóm bạn bè cô đột nhiên có người gửi tin đến. Cô không dám nhìn vì sợ Nguyệt Nguyệt tỉnh lại. Không biết Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan đang nói chuyện gì, nhóm quy chat liên tục đổ chuông. Mãi cho đến khi Nguyệt Nguyệt ngủ say, cô mới nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường, sau đó cầm điện thoại lên xem. Khương Tuyết Nhu nói, trời ơi, tuyệt vời, cậu đã cùng với Tống Thanh Duệ tuyên bố công khai, sao không nói một lời, cậu dọa Tổng Giám Đốc là tới đây vô cùng sợ hãi đó. Nguyễn Nhan cũng nói, chỉ trong chốc lát, lượng tìm kiếm nóng bỏng đã bùng nổ, tớ đoán tôi này các phóng viên đều phải thức đêm để tăng ca này này không chỉ có nhà báo phải thức đêm làm thêm giờ đâu vừa rồi tàu quản lý bộ phận PR đã gọi điện cho tớ nên tớ phải thức cả đêm để giải quyết đây. cậu có muốn tớ cho cậu mượn đội PR của tớ không tạm thời theo dõi một chút hiện tại là một tin hot nhưng không rõ là tốt hay xấu nữa nói tới nhân vật chính còn chưa có xuất hiện đâu không biết đâu phòng chừng là đang cho đứa nhỏ uống sữa đến lúc này mà vẫn còn bình tĩnh cho đứa nhỏ uống sữa lợi hại thật đây lâm minh kiều lúc này trong vai nhân vật chính vô cùng bối rối cô ấy đã làm gì cái gì mà công khai danh tiếng cái gì mà hot sớt bùng nổ chứ tại sao cô ấy lại có một linh cảm xấu như vậy cô dùng mình mở ra một tìm kiếm hot con trai tổng thống đang yêu đương con trai tổng thống và lâm minh kiều yêu nhau chúng ta đang yêu Lâm Minh Kiều cảm giác mình sắp ngất đi khi nhìn thấy dòng chữ bùng nổ màu đỏ rực được viết đằng sau ba màu tin trên. Tuy là nghiệp dư, nhưng ảnh ấy đã liên tiếp vào top tìm kiếm nhiều lần. Cảm giác này khiến cho Lâm Minh Kiều hoảng sợ, không thể giải thích được. Click vào xem. Cách đây 20 phút, con trai Tổng thống đăng ảnh tình tứ với cô. Ở đâu sao? Cô tìm đi tìm rất lâu. Cuối cùng thì cũng tìm được Weibo do Tống Thanh Duệ đăng. Cô còn chưa có thời gian đọc đoạn văn giải đó bởi vì bức ảnh chụp chính cô và anh mà Tống Thanh Duệ đăng lên quá đáng yêu. Đó là ngày nhạc hạ thu ở trong tù, bọn họ đi ăn mừng trên du thuyền, cô và Tống Thanh Duệ chụp ảnh trên bong, bức ảnh cô ở dưới ánh mặt trời cùng anh tay trong tay, cười ngọt ngào. Nếu biết có một ngày tấm ảnh này Tống Thanh Duệ sẽ dùng công khai, cô hy vọng chưa từng chụp tấm ảnh này trời ơi ngay cả khi muốn công khai thì cũng phải nói cho cô trước một tiếng có được không điều này đối với cô ấy là sấm sét giữa trời quang vào ban đêm lâm minh kiều cảm thấy trời đất như sụp đổ lúc này cô chỉ có thể tập trung mà đọc dòng chữ do tống thanh duệ đăng lên chúng tôi đang yêu mặc dù nhiều người phản đối việc chúng tôi ở bên nhau thậm chí nhiều người còn bị sốc vì chúng tôi ở bên nhau vâng rất sốc nhưng chỉ có mình tôi không sốc bởi vì tôi hiểu rõ ràng rằng tôi đã thích cô gái này được hai năm lần đầu tiên gặp mặt mẹ tôi đã đích thân đưa minh kiều đến nhà chúng tôi mẹ tôi nói tống gia nợ minh kiều một ân tình và cha mẹ tôi xin nhận cô ấy làm con gái nuôi từ nay cô ấy sẽ là chị gái của tôi hai người bằng tuổi nhưng cô ấy lớn hơn tôi hai tháng tuổi lúc đó tôi rất phản đối trong lòng tôi coi cô như người khác giới tôi thông cảm cho cô ấy nghe nói cô ấy bị ai đó phủ bạc nhưng anh Dung Đức lại có dã tâm, không muốn chịu trách nhiệm. Ban đầu chúng tôi căn bản không nói chuyện, mãi về sau khi tôi thỉnh thoảng cùng mẹ đi vài bữa tiệc với Minh Kiều, chúng tôi tiếp xúc và nhận thấy cô ấy là một cô gái lạc quan, xinh đẹp, tốt bụng, chưa bao giờ nịnh nọt những người quyền thế. Mỗi khi cô ấy ngồi yên lặng trong góc, tôi thường thấy người khác ở sau lưng cười nhạo cô ấy và cô ấy chưa từng cảm thấy tự ti. Trong thế giới của mình, tôi chưa từng gặp một cô gái như vậy, xuất thân từ một nơi bình thường, bước vào trốn phồn hoa, nhưng vẫn luôn luôn tỉnh táo, không tham lam, không ảo tưởng. Tôi tiếc vì một cô gái như vậy không được trân trọng, cũng thật tiếc vì không gặp cô ấy sớm hơn và không đi trước anh Dung Đức. Chúng tôi gặp nhau quá muộn, tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô ấy từ phía sau. Sau đó cô ấy kết hôn với anh Dung Đức để cho con của mình có một mái ấm trọn vẹn từ tận đáy lòng tôi nguyện ý thích một người không phải là có được người đó mà là nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc như vậy thôi tôi cũng đã mãn nguyện rồi chỉ là sau khi kết hôn bọn họ thường xuyên cãi vã tôi đã nói với anh dung đức rằng cô ấy là một cô gái tốt nếu anh ấy không biết trân trọng cô ấy tôi sẽ chủ động theo đuổi cô ấy anh dung đức suýt chút nữa đã đánh tôi nhưng không thành vấn đề chỉ cần những khiêu khích của tôi có tác dụng và để cho anh dung đức biết lo lắng và quan tâm cô ấy nhiều hơn điều đó cũng rất tốt về sau quan hệ của bọn họ tốt lên nhưng cũng không được bao lâu một đêm minh kiều gọi điện cho tôi để kiểm tra một doanh nhân nước ngoài cô ấy nói rằng tối hôm qua anh dung đức và người đàn ông đó đã qua đêm bên ngoài nói chuyện công việc nhưng cô ấy không tin lắm sau này kiểm tra thì phát hiện doanh nhân nước ngoài đã rời đi tôi nói với cô ấy kết quả điều tra và tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cuộc hôn nhân của bọn họ tôi ra ngoài làm việc lặt vặt tôi thấy cô ấy đi lang thang ngoài đường suýt bị xe đụng tôi túm lấy cô ấy và thấy cô ấy đang khóc trong tuyệt vọng lúc đó tôi mới biết là mối tình đầu của anh dung đức đã về nước anh ấy thường nói dối cô ấy là công ty có việc thật ra thì anh ấy đã thuê một căn hộ và một bảo mẫu cho mối tình đầu của mình thường thì anh ấy thường ở trong căn hộ của mối tình đầu của mình cho đến khi nửa đêm mới trở về. cô ấy muốn ly hôn nhưng anh Dung Đức không đồng ý, thậm chí còn trách cô gây phiền phức với mối tình đầu, trách cô ấy không tin tưởng anh. ngay cả lúc anh Dung Đức cũng nói muốn ly hôn, đứa nhỏ sẽ không được giao cho cô ấy. cô ấy đến từ một thành phố nhỏ, không thể đấu lại với tông Gia để giành quyền nuôi đứa nhỏ. cô ấy đã khóc rất nhiều nói muốn ly hôn nhưng không được nhạc hạ thu không thể làm mẹ kế cho đứa trẻ được nhạc hạ thu hung ác cô ta sẽ làm tổn thương đứa trẻ mọi người cũng biết nhạc hạ thu là người như thế nào cô ta đã bị kết án tử hình rồi tôi đau lòng khi thấy cô ấy như thế này vậy nên mới cầu cứu cha mẹ nhờ họ giúp minh kiều ly hôn anh dùng đức cứ dây dưa không muốn ly hôn với vợ nhưng lại muốn ra bên ngoài ngoại tình nếu cứ tiếp tục như vậy thì minh kiều sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ đồng thời tôi cũng có ích kỷ của riêng mình ngay cả anh dung đức cũng không thể cho cô ấy hạnh phúc vậy tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc tôi cũng biết cô ấy không yêu tôi chút nào nhưng điều đó không quan trọng chỉ cần tôi cố gắng hết sức để đối tốt với cô ấy tôi tin rằng có công mài sắt thì có ngày nên kim sau đó họ ly hôn để tránh anh dung đức gây rắc rối với cô ấy gia đình tôi để minh kiều sống ở phủ tổng thống Lúc mới ly hôn, cô ấy rất mất tự tin. Cô ấy cảm thấy là phụ nữ, hết lần này đến lần khác, gặp phải thất bại trong tình cảm. Có thể cô ấy không xứng đáng có được hạnh phúc, có thể là cô ấy không tốt. Tôi đã động viên, an ủi cô ấy. Ngày nào tôi cũng nhắn tin cho cô ấy, gửi đủ thứ chuyện tiêu lâm, đùa cợt. Mỗi ngày sau khi tan sở, tôi đều cùng cô ấy đi dạo trong vườn với đứa trẻ, tôi mang bánh và đồ trắng miệng cho cô ấy, rồi nói dối rằng bạn bè của tôi tặng cho tôi nhưng tôi không thích nên tôi đưa cho cô ấy. tôi thậm chí sợ quá tốt với cô ấy sẽ gây nghi ngờ. tôi đã giả vờ là người đồng tính, thậm chí còn tung những tin đồn về người đồng giới để cô ấy bớt đề phòng tôi và khiến cô ấy coi tôi là bạn thân của cô ấy. tôi giả vờ thất tình, đưa cô ấy đến sân chơi cùng cô ấy xem pháo hoa trên ma thiên luân tổ chức lễ Noel với cô ấy và trải qua đêm Giáng sinh với cô ấy. Tôi cho cô ấy biết rằng tôi ở bên cô ấy trong những ngày cô đơn. Mẹ tôi đã giới thiệu những đối tượng hẹn hò coi mắt cho cô ấy và tôi cố tình nói xấu những đối tượng hẹn hò coi mắt đó. Cuối cùng khi cô ấy đã quen và phụ thuộc vào tôi, tôi giả vờ hẹn hò coi mắt, làm cô ấy không vui, làm cô ấy ghen, khiến cô ấy khó chịu. Sau đó thì tôi tỏ tình với cô ấy. Lúc đầu cô ấy rất sốc và tức giận, sau đó nghĩ rằng thật hoang đường khi chấp nhận lời yêu của tôi. Sau đó cô ấy sợ hãi đến mức chạy về thanh đồng với đứa bé. Vào đêm giao thừa, tôi đuổi theo cô ấy. Tôi tỏ tình với cô ấy. Tôi thể thốt với cô ấy. Tôi cầu xin cô ấy cho tôi một cơ hội. Tôi nói rằng tôi không quan tâm nếu chúng tôi bị người khác mắng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ bên cô ấy rồi cô ấy cho tôi một cơ hội và tôi biết trái tim cô ấy vẫn chưa hoàn toàn mở ra dành tình cảm cho tôi đến khi công ty đưa cô ấy đi nước ngoài cô ấy muốn đi nhưng lại lo cho con nên tôi đã động viên cô ấy đi trong hai tháng đó chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua điện thoại ngày nào tôi cũng về nhà đúng giờ sau khi tàn sở để giúp cô ấy chăm con đó không phải là con của tôi nhưng vì cô ấy tôi yêu cô ấy và tôi sẵn sàng yêu thương con của cô ấy như đứa con gái ruột của mình tôi đã từ một người không thể bế con quá nhiều trở thành một người đàn ông có thể khéo léo thay tã tắm cho đứa nhỏ thậm chí là dỗ con bé đi ngủ sau khi trở về nguyệt hàn cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẵn sàng có một mối quan hệ nghiêm túc với tôi vì vậy chúng tôi đang yêu nhau cho đến bây giờ trước đó cha mẹ tôi không biết gia đình tôi không biết và mọi người cũng không biết cô ấy luôn lo lắng thường xuyên lo lắng cô ấy không nói ra nhưng tôi hiểu sự lo lắng của cô ấy tôi là con trai của tổng thống và nó gây ra rất nhiều áp lực cho cô ấy thậm chí trong lòng cô ấy còn nghĩ không xứng với tôi vì cô ấy kết hôn lần hai thực ra tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng đừng tự tạo áp lực cho bản thân tôi không tốt như cô ấy nghĩ và cô ấy cũng rất quan trọng đối với tôi dù kết hôn lần thứ hai hay lần thứ ba thì cô ấy vẫn là người tôi yêu tôi chỉ hận bản thân đã đến muộn nếu gặp cô ấy sớm hơn tôi sẽ không để cô ấy trở thành cuộc hôn nhân thứ hai nếu người khác không ủng hộ chúng tôi không sao hết tôi sẵn sàng nhận lỗi và viết thư xin từ chức tôi chỉ muốn nói với cô ấy là tôi sẽ yêu đương một thời gian nếu cô ấy đồng ý thì sẽ kết hôn vốn dĩ lâm bình kiều thực sự rất tức giận tức giận Tống Thanh Duệ tiết lộ mối quan hệ của bọn họ mà không hỏi ý kiến cô một chút nào và đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng sau khi đọc xong từng chữ một của Tống Thanh Duệ, nửa đêm mắt cô ườn ướt, ướt, chớp chớp, nước mắt rơi không tự chủ được. Lúc Tống Thanh Duệ thích cô ấy, cô ấy đã biết rồi, cô ấy đã từng xúc động một lần. Nhưng khi anh ấy viết ra và thậm chí công khai cảm xúc thật của mình, cô ấy đã xúc động trong một mớ hỗn độn. Không có gì thuyết phục hơn lời nói và cô biết những gì Tống Thanh Duệ đang nói là sự thật. Những chuyện trước kia của họ cô ghi nhớ rất rõ ràng. Người đàn ông này đôi khi trông thật gian xảo, nhưng sự gian xảo của anh ấy lúc này dường như tràn đầy tình yêu dành cho cô. Cô đột nhiên rất hối hận. Cô so với Tống Thanh Duệ thì cô cảm thấy được mình quá nhát gan, rụt rẻ. Thậm chí vừa rồi cô còn đang trách móc anh ấy. Cô có quyền gì mà trách anh, anh đều là vì yêu cô. Tống Thanh Duệ luôn biết hiểu rõ cô nhưng đối mặt với một người đàn ông yêu cô như vậy cô lại rụt rè bất an lúc này lâm bình kiều đột nhiên muốn chạy tới vụ tổng thống chạy đến bên anh ôm chặt lấy anh cảm ơn anh đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua dù tương lai có ra sao cô cũng muốn cùng anh đối mặt với nó và cô cũng biết tổng thanh duệ phải đối mặt với chuyện gì sau khi tin nhắn này được gửi đi cô vội vàng cầm điện thoại đi ra ban công ngoài gọi điện thoại không được đằng kia có cuộc gọi cô ngây người đứng một lúc cho đến khi khương tuyết nhu gọi chúng tớ đang vào trong nhóm nói chuyện nhưng không hề thấy cậu trả lời chúng tớ còn tưởng rằng cậu đã ngủ nữa tớ vừa thấy lâm bình kiều khàn khàn nói khóc sao khương tuyết nhu khẽ cười dù không muốn thừa nhận mình lại khóc nhưng lâm bình kiều vẫn thấp giọng ừ thật sự rất cảm động tớ có chút cảm động Khương Tuyết Nhu bật cười. Lần này cậu thật sự đã gặp được người đàn ông yêu mình rồi. Tống Thanh Duệ rất có bản lĩnh. Nhưng sao cậu không nói trước cho tớ biết? Công ty phía bên kia chào hỏi và bây giờ chúng tớ đều trở tay không kịp. Anh ấy không nói cho tớ biết. Tớ cũng mới biết thôi. Lâm Bình Kiều suy nghĩ một chút. Sau đó khàn giọng nói. Có lẽ Thanh Duệ sợ tớ không đồng ý. Sáng hôm nay mẹ anh ấy đến tìm tớ. Tớ đã giao động và bắt đầu hẹn hò với anh ấy rất nhiều áp lực và tớ không chắc sẽ tiếp tục việc này liệu có ảnh hưởng đến những người xung quanh và khiến họ gặp rắc rối hay không vậy bây giờ thì cậu nghĩ như thế nào đã công khai rồi còn có thể nghĩ gì nữa lâm bình kiều nhìn vầng trăng sáng trong đêm cả người đột nhiên thả lỏng thật ra thanh duệ rất hiểu tớ trong khoảng thời gian này rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh ấy nhưng mỗi lần ra ngoài tớ đều đeo khẩu trang che giấu thân phận với mọi người rất cẩn thận Đôi khi cảm giác hạnh phúc của chúng tớ như là vụ trộm vậy. Anh ấy luôn nói về chuyện sau này, nhưng tớ không dám nghĩ đến. Tớ sợ. Bây giờ tớ không sợ, mặc kệ nó, thuận theo tự nhiên đi. Chỉ là nếu danh tiếng của công ty bị tổn hại, tớ cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người các cậu. Đừng nói như vậy, ánh mắt của quần chúng đều rất sắc bén, ngay cả tớ cũng cảm động, không nói đến mọi người. Có thể có một số người rất cực đoan, nhưng tôi tin tưởng chuyện tình cảm của hai người sẽ được người khác ủng hộ. Khương Tuyết Nhu xuất phát từ tận đáy lòng mà nói. Minh Kiều, ban ngày tôi không có ủng hộ cậu với Tống Thanh Duệ lắm. Nhưng người ta cũng dám vì cậu mà làm như vậy. Cậu cũng đừng rụt rè quá. Tống Thanh Duệ, anh ấy rất tốt. Anh ấy đáng để cậu cố gắng. Anh ấy không phải là những người đàn ông chỉ biết nói thôi. Cảm ơn. Lâm Minh Kiều lại nghẹn ngào. Được rồi, hiện tại cậu có thể lên mạng phản hồi Tống Thanh Duệ không thể để anh ấy một mình đối mặt. Ít nhất, cậu phải khách khí đáp ứng. Về phần tuyên bố ngày mai của công ty, thì việc riêng của cậu không có làm ảnh hưởng gì tới công việc. Tớ tin rằng toàn thể công ty sẽ đứng về phía cậu. Ừ, Lâm mình Kiều sau khi thấp thòm đáp. Sau khi bình tĩnh lại một lúc lâu, cô tìm Weibo của mình để request Tống Thanh Duệ. Liền trả lời, chúng tôi đang yêu nhau, trước đây tôi không đủ dũng cảm, sau này tôi sẽ rất cố gắng vì anh. Không lâu sau, Nguyễn Nhan cũng đăng lại Weibo của mình. ủng hộ bạn của tôi, thật ra thế gian này đôi khi không công bằng tuyệt đối với phụ nữ. Đàn ông kết hôn lần thứ hai, thứ ba cũng có thể lấy vợ vừa trẻ tuổi, là cuộc hôn nhân đầu tiên. Điều đó là bình thường, nhưng một người phụ nữ đã ly hôn sẽ bị nhiều người chỉ trích khi cô ấy bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi muốn nói rằng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc bất cứ lúc nào, miễn là trong lòng chúng ta cảm thấy thoải mái. Sau đó, Khương Tuyết Nhu đăng lại, đừng vì muốn yêu đương mà quên giúp người bạn này, hãy nhớ một người đàn ông không nhất định là người có thể cùng bạn đi đến cuối cùng, nhưng tớ nhất định là như vậy. Khi Lâm Minh Kiều nhìn thấy không khỏi bật cười, trái tim ấm áp và cảm động, cho dù ngày mai có mưa bão, bạn bè và những người thân yêu vẫn luôn đứng về phía cô. Đêm khuya, chuyện tình giữa con trai Tổng thống và Lâm Minh Kiều đã khiến cả Nguyệt Hàn đảo lộn, thậm chí cả nước ngoài cũng đưa tin ngay trong đêm. Trong phủ Tổng thống, Tông Nguyên nhìn thấy Tống Thanh Duệ tuyên bố công khai, liền tức giận đập bề ly tại chỗ. Tống Thanh Duệ, anh điên rồi sao? Tôi cầu anh công khai, anh cùng đoàn đội thảo luận lâu như vậy mà lại công khai như vậy hay sao? Tống Nguyên vỗ ngực suýt nữa thì đau tim. Anh viết cái gì vậy? Anh đang nói với mọi người rằng Lâm Minh Kiều chưa ly hôn, còn lén lút yêu chị dâu sao? Loại này không thể viết ra được. Anh không thể viết là anh sống cùng với cô ấy ở phủ tổng thống, lâu ngày phát sinh tình cảm hay sao? Bà còn vốn là muốn viết những lời cha nói, nhưng vẫn sợ có người tìm ra sơ hở. Tốt hơn hết là nên thành thật nói về chuyện này. Tông Nguyên sừng sốt một chút, sau đó cả mặt đen lại. Sơ hở cái gì? Chẳng lẽ Lâm Minh Kiều còn chưa ly hôn? Anh và người ta đã xảy ra chuyện gì sao? Dĩ nhiên là không. Tống Thanh Duệ nghe thấy trên trán nổi lên một đường đen. Bà, con là loại người như vậy sao? Chỉ là trước khi kết hôn con có bí mật giúp cô ấy vài lần. Huống hồ, nếu con viết như lời cha nói, Tống Dũng Đức sẽ chỉ ra rằng vì con chỉ thích cô ấy sau khi kết hôn, tại sao trước đây con đối xử tốt với cô ấy? Không nên để bất kỳ sơ hở nào trong lời nói. Hơn nữa, cho dù cô ấy chưa ly hôn, con thầm mến cô ấy cũng không có gì là sai trái cả. Những gì con đã nói là sự thật. Con có thể ngồi thẳng lưng. Con sợ bị người khác chỉ trích sao? Tống Nguyên ôm đầu. Anh... Tôi thậm chí không biết phải nói gì với anh nữa. Yêu một người thì không sao. Nhưng người mà anh phải lòng chính là chị dâu, con gái nuôi của cha mẹ anh đó. Đừng cãi nhau nữa. Lâm Thành Phương đang đọc bài báo trên điện thoại di động. Lúc này hai người gần như tranh cãi, bà ngẩng đầu lên nói. Ý của Thanh Duệ là đúng. Những gì nó viết ra cũng là chân thực tôi mới đọc và bây giờ hướng gió rất tốt và hầu hết mọi người đều cảm động thật vậy sao tông nguyên sừng sốt một chút mới tiến lại gần tôi sẽ một chút lâm thành phương đưa điện thoại cho ông tông nguyên không quên mang theo kính tuyệt vời không tôi cảm động chết đi được làm sao lại có một tình yêu đẹp như vậy chứ đột nhiên tôi cảm thấy tống thanh duệ là một người tốt ôi lâm bình kiều cũng rất đáng thương may mà cô ấy vượt qua gian khổ gặp được tống thanh duệ mạnh dạn yêu thương tôi ủng hộ hai người nếu gặp em sớm hơn tôi nhất định sẽ không để em trở thành hôn nhân lần thứ hai đây là câu chuyện tình đẹp nhất mà tôi từng nghe trời ạ à, chẳng trách năm ngoái mọi người đều bí mật nói rằng tống thanh duệ thích đàn ông tôi tưởng anh ấy thật sự chà anh ấy làm vậy là giả vờ để cho lâm minh kiều xem tôi không biết phải nói gì nữa với chính mình là quá nhẫn tâm một người đàn ông vì theo đuổi một người phụ nữ, không ngại mang lên mình tiếng đồng tính trước mặt người dân cả nước. Tình yêu của anh ấy dành cho Lâm Minh Kiều thật là vĩ đại. Tôi cũng đã ly hôn, chồng tôi lừa dối trong thời gian tôi sinh con. Tôi muốn ly hôn nhưng chồng tôi không đồng ý, còn nói ly hôn sẽ giành lại con. Nên tôi có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức là loại đàn ông quả thực có rất nhiều, nhưng đáng tiếc không phải là ai cũng có thể gặp được Tống Thanh Duệ thật là cấm kỵ con trai tổng thống yêu thầm chị dâu cũ nhưng tôi lại rất thích chị dâu cũ đã xảy ra chuyện gì hiện tại bọn họ đã ly hôn còn không có quan hệ huyết thống lâm minh kiều cũng rất xinh đẹp nên hai người họ yêu nhau là chuyện bình thường tôi cũng là đàn ông cũng phải lòng một cô gái đã có bạn trai tôi rất hiểu cảm giác đó nếu không thể ở bên cô ấy tôi sẵn sàng âm thầm bảo vệ nhưng bạn trai của cô ấy thì không cho cô ấy hạnh phúc nên tôi sẵn sàng đứng ra để cho cô ấy hạnh phúc nhiều lúc tôi rất bức xúc tại sao mình không thể xuất hiện sớm hơn. Nhưng tiếc là cô ấy đang có mối quan hệ tốt đẹp với bạn trai của cô ấy và tôi không thể phá vỡ gia đình của người khác. Thật kinh tởm, thực sự để ý chị dâu của mình, chắc chắn rồi, người càng giàu thì càng biến thái và ghê tởm. Lâu trên, anh bị bệnh hả? Anh có đọc những gì Tống Thanh Duệ viết trên đó không? Anh ấy thích, nhưng khi Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức kết hôn, anh ấy chỉ giữ tình cảm trong lòng, thậm chí còn nghĩ đến chuyện để Tống Dung Đức đối xử tốt với Lâm Minh Kiều bởi vì Tống Dung Đức không biết quý trọng. Một đám chó liếm, cô có tin những gì anh ta viết không? Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức đã ly hôn từ lâu, có lẽ bọn họ đã ngoại tình rồi nhưng không có nói cho cô biết. Tôi tin nếu không phải là tình cảm thật thì không thể viết được một bài cảm động như vậy. Người chưa từng yêu thì không hiểu cảm giác rút một ai đó ly hôn bao lâu thì sao chứ nó như vậy tống dung đức vừa mới ly hôn liền kết hôn với nhạc hạ thu hiện tại lại ly hôn một người ly hôn thì không có vấn đề gì hai người ly hôn thật sự là có vấn đề tống dung đức không chỉ có thị lực kém còn có vấn đề về nhân cách nữa khi tống dung đức và lâm minh kiều ly hôn không phải là chuyện lớn sao lâm minh kiều mới sinh con được hơn hai tháng trước đó còn mang thai và gả cho tống gia phụ nữ lừa gạt ngoại tình thế nào trong thời kỳ cô ấy mang thai, một đứa trẻ và mới sinh con chứ? Thật ra, nếu không phải là tình yêu thật sự, một người đầy hứa hẹn như Tống Thanh Duệ sẽ đứng ra nhận trách nhiệm. Chưa kể, bọn họ chỉ là đang yêu nhau thôi. Tôi nghĩ hiện tại, người của Tống Gia nhất định phản đối, nhưng anh ấy đối với Lâm Minh Kiều còn không có muốn sự nghiệp. Nói thật là tôi rất khâm phục cho nên mới ủng hộ. Quan hệ tốt nhé, Tống Thanh Duệ khi theo đuổi một người phụ nữ thì rất có mưu mô, nhưng những mưu mô này càng nhìn thì càng dễ mến. Thật hấp dẫn, nếu một người đàn ông sẵn sàng làm điều này với tôi, bất kể là ai, tôi sẽ kết hôn. Tống Thanh Duệ đứng lên nói, Lâm Bình Kiều tại sao vẫn im lặng? Lâm Bình Kiều nói vừa mới đứng lên thổ lộ quan hệ, xem đi, xem, Khương Thuyết Nhu, Nguyễn Nhan, bọn họ đều đã lên tiếng cả rồi. Hàng nghìn bình luận theo dõi, Tống Nguyên không có đọc sau khi để lại bình luận ông tìm lại weber của lâm minh kiều sắc mặt dễ coi hơn hẳn tảng đá lớn đè lên ông cuối cùng cũng nhẹ đi nhưng tống nguyên nhíu mày hử lạnh một tiếng trả lại điện thoại cho lâm thanh phương xem ngày mai đi hy vọng ngày mai cũng sẽ như thế này nhưng đối thủ của tôi cũng sẽ mời thủy quân làm bôi nhọ uy tín của chúng ta bọn họ muốn mời thủy quân chúng ta không mời được sao lâm thanh phương cười nói hơn nữa những gì thanh duệ nói đều là sự thật anh ấy cũng không giấu giếm, dưới tiền đề là mọi người đều ủng hộ, những người khác mời nhiều thủy quân để bôi nhọ, những người khác sẽ không tin điều đó. Anh có chắc chắn bài viết của anh không có sơ hở không? Tông Huyền lo lắng nhìn con trai. Ba, con làm việc mà ba còn lo lắng sao? Trừ khi con và Minh Kiều thực sự có những hành vi vượt rào trong thời kỳ hôn nhân của cô ấy. Nhưng chúng còn đã không làm điều đó. Lúc đó cô ấy không thích con. Chúng con chỉ mới bắt đầu hẹn hò trong năm nay thôi tống thanh duệ vung tay lên suýt chút nữa chửi thề nhắc đến quan hệ của bọn họ tống nguyên lại không khỏi cảm thấy tức giận anh bây giờ thật kiêu ngạo anh chỉ muốn ở bên lâm minh kiều tống thanh duệ nhíu mày nghiêm túc nói ba ba đã đọc bài báo con viết chưa con không chỉ thích cô ấy về bên ngoài mà còn thích cô ấy tính cách bên trong nữa nếu cô ấy không tốt con và mẹ sao có thể cho phép cô ấy ở phủ tổng thống huống chi coi cô ấy như con gái chứ Mối quan hệ này còn chủ động hơn Còn cũng đầu tư hơn Sâu sắc hơn Còn không thể sống thiếu cô ấy Xin đừng ngăn cản chúng con ở bên nhau Anh Thôi được rồi Cãi nhau không mệt sao Muộn như vậy rồi Mệt rồi Chúng ta đi ngủ đi Lâm Thành Phương đứng lên Ngày mai còn có nhiều việc phải làm Nếu không nghỉ ngơi Làm sao có sức mà đối mặt với nó Em ngủ được không Tống Nguyên ẩm ừ Bà không ngủ được Nhưng con phải ngủ Tống Thanh Duệ đang định rời đi nhưng vừa ra đến cửa, anh lại quay người lại, "Nhân tiện, ngày mai con sẽ nộp đơn từ chức cho ba." "Cái gì? Tống Nguyên tâm tình không tốt, anh rất muốn từ chức sao?" "Ba, vì con đã nói rồi, con phải làm sao để mọi người không nghĩ con nói dối." Tống Thanh Duệ mặt mũi tuấn tú tràn đầy nghiêm túc, "Có như vậy thì đối thủ của ba sẽ không tìm được cơ hội bôi nhọ ba. Ba xem, mặc kệ dân chúng có ủng hộ hay không, đối với chuyện này đều để riêng con cam chịu." những người khác sẽ nói với ba rằng tổng thống này là không ích kỷ vì vậy thanh danh sẽ hoàn toàn quay về phía chúng ta và không thể tìm thấy bất kỳ lỗi nào ở ba hết tống nguyên biết rõ tống thanh duệ nói đúng nhưng là một người ba thì vẫn rất buồn bực nhưng là ba còn biết ba có thể không quen nếu không có con là cánh tay phải của ba nhưng ba có thể thuê con làm cố vấn đặc biệt và ba vẫn có thể đến gặp con vì một số việc mà ba không tin tưởng để người khác làm còn con sẽ tranh thủ thời gian này, học thêm bằng tiến sĩ. Còn còn trẻ, cần dành nhiều thời gian để nâng cao trình độ. Nói thật, con mới có 26 tuổi thôi. Quá vô trương sẽ khiến rất nhiều người ghen tị và xa lánh. Đôi khi lùi một bước là vì mục tiêu trong tương lai có thể tiến xa hơn. Lần này, Tống Nguyên không có gì để nói. Người con trai đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đến mức ông cũng không thể bắt bẻ được. Ông dù sao cũng nên yên tâm. Tống Thanh Duệ tuy rằng còn nhỏ như vậy, có thể tự mình đảm đương một phía. Cứ làm như lời nó nói đi. Lâm Thành Phương gật đầu, người trẻ tuổi đừng mù quáng theo đuổi quyền lực và địa vị. Những gì hiện tại có thể không có trong tương lai, kiến thức trong đầu và chứng chỉ trong tay là sự hỗ trợ lớn nhất trong tương lai. Nếu con có đủ thời gian để học ngôn ngữ của các quốc gia khác, mẹ hy vọng con có thể học thành thạo hơn 5 ngôn ngữ. Con sẽ cố gắng Tống Thanh Duệ gật đầu, quay lại chỗ của mình, cầm điện thoại di động lên, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Trong đó có hai cuộc là của Lâm Minh Kiều. Ngón tay anh hơi căng thẳng, đôi mắt anh rơi vào chuỗi điện thoại. Một lúc lâu sau, anh gửi đến một WeChat. Em ngủ chưa? Một phút sau, Lâm Minh Kiều gọi điện trực tiếp. Anh lo lắng, doan lông mày, nhấn nút trả lời. Điện thoại đã kết nối, nhưng bên trong không có giọng nói. Nghĩ hai người còn đang tranh cãi, lại đi chính thức công khai tình cảm. Tống Thanh Duệ có vẻ mắt tự nhiên, ho khan một tiếng. Tôi biết em hiện tại nhất định là rất tức giận, muốn mắng thì cứ mắng đi. Anh không thấy quê bơ của tôi sao? Lâm Bình Kiều đột nhiên trầm giọng hỏi. Sao cơ? Tống Thanh Duệ sững sờ. Không có, tôi đang xử lý chuyện. Em đang cái gì vậy? Lâm Bình Kiều cắn môi ậm ừ. Không thể tự mình xem sao? Nói xong cô ấy cúp máy. Chính là xấu hổ nhưng cũng lo lắng ngại ngùng cảm giác này giống như khi hai người vừa quyết định yêu nhau rõ ràng khi anh không nghe máy cô rất hào hứng và có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng khi có kết nối cô như chết lặng tống thanh duệ sững sờ một chút lập tức bấm vào một ứng dụng liền thấy cô ấy rewis chúng ta yêu nhau trước đây em không đủ can đảm tương lai em sẽ nỗ lực vì anh không nhiều lời tuy nhiên đó thực sự là điều anh ấy muốn thấy nhất Tống Thanh Duệ nhếch lên khóe miệng. Anh nói rằng anh sẵn sàng tiến 99 bước về phía cô. Chỉ cần cô tiến một bước, anh sẽ rất hạnh phúc. Anh ấy công khai tình yêu. Nếu cô ấy có thể đi cùng anh ấy thì anh ấy mãn nguyện lắm rồi. Bên cạnh đó, cô ấy còn cho biết sẽ nỗ lực vì bản thân. Như vậy là đủ. Tống Thanh Duệ mở WeChat hỏi cô. Em thật sự không tức giận sao? Tôi có chút lo lắng. Tôi lo lắng vì công khai quan hệ mà không nói với tôi lời nào. Quá đáng." Tống Thanh Duệ đáp, "Tôi sợ em do dự, em quá rụt rè, buổi sáng tôi có thể thấy được em dao động một chút, tôi sợ em rời đi nên công khai là bất khả kháng, hiện tại em rời gọi tôi cũng không dễ dàng gì." Tiểu Nhân, "Tôi xin nhận, nhưng mà tôi rất thích anh, đồ lương manh, ác độc, tôi thích anh và tôi cũng rất yêu anh." Sau một câu nói ngắn gọn, Tống Thanh Duệ sững sờ, sau đó tim đập dữ dội và nhanh chóng có phải cảm thấy nếu bây giờ tôi ở trước mặt anh anh nhất định là muốn hôn tôi em đã đoán ra rồi đúng vậy tôi rất muốn hôn em ôm em vào lòng ngày mai đến gặp tôi tôi sẽ cho anh hôn cô nói xong thì cũng gửi bài nụ hôn gió buổi tối máu của tống thanh duệ dâng lên kịch liệt nếu không viết đơn từ chức anh đã muốn chạy đến bên cạnh cô rồi tống thanh duệ tà mị cười nói tiểu yêu tinh em đêm nay muốn làm cho tôi mất ngủ sao dù sao thì tôi cũng không ngủ được ai bảo khi anh công khai chuyện tình cảm lại viết cảm động như vậy tôi thật sự bị anh làm cho cảm động tống thanh duệ tôi lệnh cho anh phải đối xử tốt với tôi như vậy cả đời yêu tôi cả đời này anh có biết không tôi rất nghiêm túc bởi vì tôi đã yêu anh mãnh liệt nếu như sau này anh dám phản bội tôi tôi nhất định sẽ không để cho anh dễ chịu tôi nhất định sẽ dây dưa với anh làm cho anh thân bại danh liệt nếu không còn yêu tôi nữa tôi nhất định sẽ không chịu nổi tôi chưa từng yêu một người nhiều như vậy tống thanh duệ hít một hơi thật sâu lưu lại ảnh chụp màn hình những điều cô nói anh sẽ trân trọng cả đời khi về già có thể lấy ra xem đi xem lại sẽ không có tôi sẽ luôn ở đây chờ đợi đến ngày em sẵn sàng kết hôn với tôi được rồi vậy anh chờ đi bảo bối ngủ đi ngày mai tôi tới tìm em khi nào thì anh đến buổi sáng tôi muốn gặp anh buổi sáng thì không thể đâu chuyện công khai tình cảm của chúng ta tiếp theo cần phải xử lý thôi vậy thì ngủ ngon ngủ ngon tôi yêu em tôi cũng yêu anh tống thanh duệ nằm trên giường chắp tay sau đầu nhìn trần nhà trên môi nở nụ cười thâm thúy lúc này lòng anh như lông tơ có tầm nhìn sâu rộng cho tương lai cho đến khi tiếng điện thoại đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng trở lại lần này là tống quân nguyệt gọi tới sao không nghe điện thoại của tôi rất bận sao đúng vậy vừa rồi tôi đang nói chuyện với cha mẹ tống thanh duệ vội vàng ngồi dậy lúc này mới nhớ tới vừa rồi có cuộc gọi của tống quân nguyệt liền quên không gọi lại thật kinh ngạc chuyện tình cảm đột nhiên được công bố hiện tại toàn bộ tống gia đều chấn động không ít người thân gọi điện thoại hỏi tôi tống quân nguyệt cười khổ thực sự khâm phục dũng khí của tống thanh duệ nếu như trên đường tình yêu cô có được dũng khí của tống thanh duệ cô sẽ không chị quân nguyệt chị hiểu tôi mà tôi luôn luôn coi trọng tình cảm của mình tống thanh duệ cười hơn nữa minh kiều không trách tôi cô ấy rất hạnh phúc những gì cậu viết thật cảm động không thể có người phụ nữ nào có thể giận được tống quân nguyệt trêu chọc cậu nhóc tôi chưa từng thấy cậu nói qua chuyện yêu đương nhưng cậu cũng khá khéo léo trong việc cưa cầm phụ nữ đấy chị có muốn tôi dạy chị không tống quân nguyệt khẽ cười một tiếng thôi quên đi tôi không phải là đàn ông xuống lầu đi tôi đã tìm ra tung tích của dung đức nó đang ở chỗ trương bộ trưởng. Chắc chắn rồi. Tống Thanh Duệ nhịn không được cười, về mặt lạnh lùng. Cũng may là tôi ra tay trước. Tống Quân Nguyệt không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn nói. Buổi tối, hình như bọn họ đã gọi một ông chủ truyền thông đến ăn tối. Ngày mai, ông chủ đó sẽ cho người viết bài tung tin chuyện tình cảm của anh và Lâm Minh Kiều. Nhưng mà bài báo nhỏ của anh có thể đã khiến họ trở tay không kịp. Thật may mắn. Tống Thanh Duệ đôi mắt đen lóe lên một tia lạnh lẽo may mắn thay anh không mất cảnh giác vì tống dung đức là người lớn lên cùng anh hóa ra là con người ta đã thay đổi nói cách khác có một mặt tối ẩn trong trái tim của con người nhưng có điều khác biệt là họ có muốn được giải tỏa hay không tống quân nguyệt hiểu ý anh ấy cũng may anh ấy ra tay thanh duệ tôi thật không ngờ dung đức lại phản bội cả tống gia tống gia chưa từng nợ anh ấy chị quân nguyệt mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau cho dù chị có đôi khi ghét bỏ tống gia như thế nào nhưng tống gia sinh ra chị và nuôi dưỡng chị cho chị một cuộc sống có phẩm chất và danh giá cao quý chị phải có bổn phận báo đáp tống gia nhưng anh dùng đức có thể không suy nghĩ như vậy anh ấy sẽ cảm thấy một số thứ lẽ ra phải thuộc về mình bởi vì anh ấy là cháu trai trường hiện tại đã mất đi chúng ta cướp đi những thứ thuộc về anh ấy anh ấy lấy lại bằng được là điều đúng đắn và hợp tình hợp lý Tống Quân Nguyệt sừng sốt buồn bực, có lẽ cậu nói đúng, ông nội ba tôi từ nhỏ đã nói với anh ấy rằng cứ để anh ấy chăm chỉ, sau này Tống thị sẽ giao cho anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ được người của Tống gia ủng hộ. Bước ra bên ngoài, người khác đều cho rằng anh ấy là người thừa kế tập đoàn Tống thị. Rất nhiều người đều ôm đùi nịnh nọt, thật ra phương pháp giáo dục của bọn họ là sai lầm. Từ khi anh ấy sinh ra ở Tống Gia, họ nên nói với Dung Đức rằng đây là hàng sói, tất cả những gì ở Tống Gia, người nào có tài mới có thể có được. Tống Thanh Duệ ghẽ chế nhạo, làm sao có thể nói như vậy? Ông nội, bọn họ vẫn luôn cho rằng phụ nữ là phải lấy chồng và ra ngoài, chị Quân Nguyệt chỉ có được như hôm nay là vì chị đã làm được. Tống Quân Nguyệt trầm mặc hồi lâu mới hỏi, Thanh Duệ, cậu định làm gì? lần này tống dung đức thật sự làm loạn với tôi tống thanh duệ đột nhiên lạnh giọng anh ấy không chỉ muốn hủy hoại minh kiều mà còn là danh tiếng của tôi và cha mẹ tôi để ông ấy không đủ tư cách tái đắc cử phải làm gì với một con sói hung ác chị quân nguyệt tống quân nguyệt nhận lấy thanh duệ chuyện này giao cho tôi được không được tống thanh duệ mỉm cười có chị quân nguyệt ra tay đương nhiên tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng tôi chỉ cho chị một ngày thôi được rồi tống quân nguyệt trong lòng thở dài một số chuyện ai cũng hiểu nhưng đối với nhau lại phải nói rất rõ ràng cúp điện thoại xong tống quân nguyệt gọi vào số điện thoại cho tống đường đến tìm trương bộ trưởng đưa tống dung đức trở về nếu anh ấy dám cự tuyệt anh tự biết phải làm gì tôi chỉ cần thấy anh ta còn sống là được rồi khi nó kết thúc cô ấy nhắm mắt lại và cười nhạt dung đức à chị gái thật sự đã cố gắng hết sức rồi là em không biết quý trọng nó. Đồng thời, trong biệt thự của Trương Bộ trưởng, Tống Dung Đức trở nên tức giận sau khi nhìn thấy các tìm kiếm nóng trên internet, làm sao có thể, làm sao có khả năng, Tống Thanh Duệ làm sao lại dám? Đặc biệt là khi Lâm Minh Kiều đáp lại lời tuyên bố công khai tình cảm của Tống Thanh Duệ, Tống Dung Đức lập tức nổi lên cơn ghen tức giận. Tại sao lại thế này? Rõ ràng hai người này không nên được thế giới chấp nhận chút nào, nhưng lại có rất nhiều người ủng hộ bọn họ. Mọi người không cảm thấy chán ghét sao? Sẽ không cảm thấy Tống Thanh Duệ dối trá sao? Ngay cả chị dâu mình mà cũng thèm muốn, Tống Thanh Duệ thật là đa mưu túc trí, những bình luận tích cực trên mạng đó hẳn là thủy quân do Tống Thanh Duệ mời đến. Tống Thiếu xem ra Tống Thanh Duệ đã dự liệu anh phản bội bọn họ, cho nên liền ra tay trước trường bộ trưởng bỏ điện thoại xuống dù sao thì cũng là người ở vị trí cao lòng dạ thâm sâu kế hoạch đã vượt quá tầm kiểm soát cho dù rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh em họ này của anh thật không đơn giản trong khi nói trương bộ trưởng liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tống dung đức trong lòng bật cười cũng là người của tống gia tống dung đức hiển nhiên có khác biệt lớn chẳng trách đại thiếu gia tống gia người nên có tất cả lại bị một người phụ nữ đùa giỡn cuối cùng lại bị chính chị gái ruột của mình cướp đi tống thị trong giới công tử xu nịnh tống dung đức bây giờ thực sự cảm thấy anh ấy chướng mắt nhưng không phải vì anh ấy nghèo túng nghèo túng không thành vấn đề người như hoắc anh tuấn lúc trước cũng bị xuống dốc nghèo túng nhưng có đầu óc có thể đông sơn tái khởi nhưng tống dung đức thì không thật là vô dụng nếu như lần này không giá trị lợi dụng thì ông ấy sẽ không cho anh ấy bước vào cánh cửa này một bước. Tống Dung Đức xấu hổ nghiến răng nghiến lợi. Anh đương nhiên biết Tống Thanh Duệ không dễ dàng nhưng càng biết thì càng hận. Nếu không phải Tống Thanh Duệ sau lưng giờ trò thì anh ấy đã không như ngày hôm nay. Vợ chồng con cái sẽ không phải ly tán. Cho nên Tống Nguyên có một người con trai tuyệt vời như vậy có lẽ còn có thể tái đắc cử. Tống Dung Đức lạnh lùng nhắc nhở Trường bộ trưởng, anh đã ngoài 50 rồi, sắp nghỉ hưu rồi, còn có thể đợi bao nhiêu cái 4 năm nữa đây? Trường bộ trưởng nhếch môi, khuôn mặt nhăn nheo, rốt cuộc ảm đạm xuống. Vậy anh nói xem, còn có thể làm gì? Tống Nguyên và Tống Thanh Duệ, hai cha con người này, ngày thường thận trọng, bọn họ còn không có tình nhân bên ngoài. Lần này, hiếm hoi có chuyện của Tống Thanh Duệ có thể gây xáo trộn, quả thực là cơ hội để bôi nhỏ bọn họ. Đáng tiếc. Thư ký ở một bên nói, Bộ trưởng, thật ra vấn đề này khó nói khó, dễ thì cũng dễ. Chỉ cần chúng ta tìm ra sơ hở trong bài báo của Tống Thanh Duệ, ngược lại sẽ khiến cư dân mạng cho rằng lời nói của anh ấy không đáng tin chút nào. Tự nhiên sẽ đánh bại được tham danh của cha con Tống Thanh Duệ. Trường Bộ trưởng nhấc chân nhìn Tống Dung Đức. Tống Thiếu, anh không phải cứ nói Tống Thanh Duệ đập anh vào góc tường, Hai người này bí mật có qua lại trong lúc còn kết hôn với anh, anh nên có chút bằng chứng. Đôi môi mỏng của Tống Dung Đức áp vào nhau kịch liệt, thật lâu sau anh mới ấp úng. Tôi chưa từng nghĩ rằng hai người này sẽ chân thành. Trường Bộ trưởng hiểu ra, vẻ mặt trấn nên lạnh lùng. Vậy thật ra, anh cũng không chắc là Lâm Minh Kiều lừa dối trong hôn nhân của mình hay không. Hiện tại bài báo do Tống Thanh Duệ đăng là sự thật. Không được, bọn họ nhất định phải gian dối. Tống Dung Đức nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, nếu không thì tại sao lại muốn ở bên nhau sớm như vậy lâm minh kiều là một con tiện nhân không muốn cô đơn trường bộ trưởng cùng thư ký liếc nhau trong mắt lẫn nhau né lên vẻ khinh thường cùng khinh thường ai cũng là người thông minh nghe dòng điệu của tống dung đức cũng chỉ bằng miệng xác nhận ước chừng trong tay thật sự không có chứng cứ cái gì vượt quá giới hạn hơn phân nửa chỉ là anh ấy không cam lòng nên mới nói như vậy người đàn ông tiểu nhân không có con mắt nhìn người Mặc dù không phải là người phụ nữ mình thích, nhưng cũng không muốn họ sống được hạnh phúc. Thậm chí gà cho người em trai tốt hơn mình rất nhiều, lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Được rồi, anh nói với tôi mấy chuyện này cũng vô dụng, tôi muốn chứng cứ. Trường bộ trưởng nóng này, anh cho tôi xem đoạn video Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều. Nếu Tống Thanh Duệ không công bố mối quan hệ của bọn họ, thì thật có ích. Nhưng bây giờ, mọi người đều biết họ đang ở trong một mối quan hệ tình cảm giữa những người yêu nhau. Họ ôm nhau là chuyện bình thường. Anh hãy nghĩ lại xem, trước đây khi hai người này gặp nhau ở nơi công cộng, họ đã có những hành động thân mật nào không? Thực sự là có vấn đề, chụp hay quay gì cũng được. Tống Dung Đức sững sờ, vắt óc suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói. Tôi nhớ, có lần tôi cùng Lâm Minh Kiều dự tiệc tối, nhìn thấy Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều tán gẫu một lúc sau. Tống Thanh Duệ còn xoa xoa đầu của Lâm Minh Kiều rất chiều mến, nhưng lần đó tôi không chịu nổi mà cảnh cáo bọn họ. Chỉ là xoa xoa vào đầu thôi sao? Trường bộ trưởng có chút thất vọng, hướng về phía thư ký của mình nói. Để Tống Thiếu nói cho anh biết, thời gian và địa điểm, anh đến dành tiệc đó kiểm tra, ở đó sẽ có video giám sát. Được. Sau khi thư ký rời đi, Tống Dung Đức nói, Bộ trưởng, ngài có thể gửi đoạn video mà tôi cho ngài xem và cành xoa đầu phát ra ngoài, để cho mọi người thử nghe. Cuối cùng thì mời một đội thủy quân hành động. Tuy không thể lật đổ lời nói của Tống Thanh Duệ, nhưng ít nhất thì có thể vấy bẩn lên người của bọn họ, để cho đại chúng biết đôi cầu nam nữ không có trong sạch như trong bài báo của Tống Thanh Duệ. Trường Bộ trưởng lần lượt sâu chuỗi hạt trên cổ tay, nhìn Tống Dung Đức cười nửa miệng không nói gì. Tống Dung Đức nói thêm bộ trưởng tôi cho rằng ngài hiện tại có thể bắt đầu đi tìm đội thủy quân dù sao tống thanh duệ đăng bài viết cũng rất muộn rất nhiều người đã ngủ rồi đợi đến sáng mai toàn bộ mạng đều theo dõi thậm chí ngài có thể liên lạc với các đối thủ khác của tống thanh duệ và tôi tin rằng các thế lực bên ngoài cũng đang để mắt đến bọn họ ngài một số từ do dự để nói Trường bộ trưởng quả là một người thông minh, những mày nhìn Tống Dung Đức một cái, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Tống Thiếu, nếu như bây giờ anh thủ đoạn như vậy, tôi không nghĩ tới nhiều người sẽ là đối thủ của anh. Tôi nhận ra thì đã quá muộn. Tống Dung Đức vẻ mặt yêu nghiệt nói. Anh hoàn toàn có thể nhìn ra được khi anh không có bất kỳ quyền lợi và địa vị nào. Huống chi, bạn bè trước đây của anh sẽ tránh xa anh. Ngay cả vợ con của anh cũng sẽ bị ném vào vòng tay của kẻ mạnh sự hùng ác của anh khiến ngay cả tôi cũng phải xấu hổ trương bộ trưởng lắc đầu đúng vậy tôi rất muốn tranh chức tổng thống nhưng thế lực bên ngoài tôi không dám kích động người một nhà anh muốn đấu thì hãy đấu đi không ảnh hưởng đến toàn cục có thể ngồi lên cho thấy mình có năng lực cũng có thể nói đối thủ của anh không giỏi bằng những người khác chúng ta có thể có tham vọng nhưng chúng ta không thể không có điểm giới hạn trong phân tích cuối cùng, lợi ích của dân chúng là trên hết. Nếu anh chỉ muốn lợi ích của bản thân, đem chuyện quốc gia dối tinh dối mù, vậy còn cái gì là quốc gia? Trường Bộ trưởng nói rồi châm một điếu thuốc. Tôi quen biết với ông nội anh hơn 10 năm. Tôi phải thừa nhận, ông ấy thật sự không dạy dỗ tốt cháu trai của mình. Tống Dung Đức sắc mặt thay đổi kịch liệt đứng lên, mặt đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay là vì quá xấu hổ. Thắng làm vua, thua làm giặc, ngài và tống nguyên đã từng đối kháng rồi ngài có nghĩ là nếu ngài thất bại thì ngài có thể có một kết thúc tốt đẹp không cậu nhóc tôi không yếu như vậy và tống nguyên cũng không xấu xa như vậy trường bộ trưởng không còn tâm trạng để nói chuyện phiếm với anh ấy nữa tự anh suy nghĩ xem anh đối với tôi còn có cái gì giá trị lợi dụng không nếu không thì sáng mai có thể rời đi ông vừa đứng dậy ngoài cửa đột nhiên có một thị vệ đi vào Bộ trưởng, người đứng đầu tống đường đến rồi, nói phải đưa Tống Dung Đức trở về. Thân thể của Tống Dung Đức chấn động, không ngờ đám người Tống Quân Nguyệt lại phát hiện nhanh như vậy. Vốn dĩ anh không lo lắng, cho dù Tống Quân Nguyệt đến vẫn có thể nhờ Trương Bộ trưởng giúp đỡ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Anh vội vàng nói, "Trương Bộ trưởng, tôi tới dựa vào ngài, chính miệng ngài nói sẽ bảo vệ tôi, ngài không thể làm người mà không giữ lấy lời." Trường Bộ trưởng cười nói. Tôi có nói, nhưng mà chuyện của Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ đã công khai rồi, nên cũng không cần anh đích thân nói cho tôi biết. Tôi cũng biết, anh cho đến bây giờ chỉ có duy nhất tấm ảnh xoa đầu là có ích, còn chưa xác định là có thể có được tấm ảnh đó hay không. Nếu như có thì cũng không hữu ích lắm. Nhưng tình hình bây giờ không rõ ràng lắm. Tống Dung Đức lo lắng nói, đúng vậy, trên mạng có rất nhiều người ủng hộ bọn họ nhưng bởi vì tôi còn chưa có đứng ra nếu như tôi lấy tấm ảnh xoa đầu đó đến đào lộn cục diện tống thanh duệ cũng sẽ không dễ dàng như vậy trương bộ trưởng trầm mặc vài giây sau đó nhướng mày được rồi tôi có thể yêu cầu thủy quân phối hợp với anh tôi muốn anh làm loạn chuyện này nếu lần này tôi có thể đánh bại hai cha con tống nguyên một phát thì tôi có thể tìm người đưa anh rời khỏi nguyệt hàn liền muốn đuổi tôi đi sao tống dùng đức cảm thấy không muốn trương bộ trưởng nhẹ giọng nói từ lúc tống thanh duệ ra tay trước chúng ta trong trận chiến này không còn có lợi thế ở bên thắng nữa anh muốn lợi dụng tôi nhưng kế hoạch của tập đoàn tống thị đã thất bại ở bên ngoài thì có chị gái anh đang ngó chừng tống dung đức tôi có thể để anh ra khỏi đây bình an vô sự là đã đủ nề mặt anh rồi nói xong trương bộ trưởng quay người đi lên lầu vừa vào phòng trợ lý của ông ấy bước tới tống dung đức gây náo loạn còn có ích lợi gì không Tống Dung Đức là kẻ mất trí, nếu không cắn Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ sẽ không cam tâm. Cứ để xem Tống ra bọn họ sẽ gà bay chó rùa như thế nào. Trường Bộ trưởng cười nhạt nói, dù sao thì không liên quan gì đến tôi. Trợ lý hiểu ra, vậy tôi phải bố trí người đưa Tống Dung Đức đi bất cứ lúc nào sau. Lúc trước, anh không nghe anh ta nói cái gì sao? Loại người này đưa ra ngoài là một loại nguy hiểm. Anh ta lớn lên ở Tống Gia, biết được quá nhiều chuyện, Ai biết được là anh ta có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa hay không? Trường bộ trưởng lạnh lùng liếc mắt một cái. Không cần để cho anh ta bình an vô sự. Tống ra có lại con cháu như vậy. Lần này nên cảm tạ tôi. Trợ lý gật đầu. Tôi hiểu rồi. Đêm đó, rất nhiều cư dân mạng trẻ của nước Nguyệt Hàn đã không ngủ. Mọi người đang theo dõi cuộc tình của con trai Tổng thống với tiếng nói của Nguyễn Nhan và Khương Tuyết Nhu, ngày càng có nhiều nhân vật nổi tiếng và công chúng ủng hộ mối quan hệ này. Mới tờ mở sáng, một người khác trong chủ đề này, Tống Dung Đức đã nhảy ra nói, <laughs> quan hệ cảm động thật, nhưng anh không nên dẫm lên người khác để đạt được mối quan hệ của mình. Tôi không muốn nói chuyện, nhưng lời nói bên trong, bên ngoài của một số người và họ mô tả tôi như hình ảnh những lá cờ giặc sỡ bay phấp phới bên ngoài và lá cờ đỏ ở quê nhà không rơi chuyện này hoàn toàn không phải như vậy tống thanh duệ anh từ lâu đã thèm muốn chị dâu anh đã hết lần này tới lần khác cảnh cáo tôi tôi chỉ biết trơ mắt nhìn hai người ở sau lưng càng ngày càng thân mật viết một bài văn nhỏ ai mà không biết được tôi cũng viết được vậy tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn không sai là tôi ngu ngốc tôi đã bị nhạc hạ thu lừa dối nhưng sau đó tôi chỉ xem nhạc hạ thu đáng thương tôi vẫn luôn biết rằng tôi đã yêu lâm minh kiều cũng chỉ là do hai người thường xuyên đã kích động tôi lần đó tôi say rượu mơ hồ bị một người bạn đưa đến chỗ nhạc hạ thu sau đó lại vô tình phát sinh quan hệ trong một lần đó tôi tỉnh dậy với quần áo còn nguyên vẹn không ngờ mình đã làm sai chuyện dẫn đến việc nhạc hạ thu có thai tôi cay đắng van xin đừng ly hôn tôi không muốn mất vợ và con của mình chính là tống thanh duệ ép tôi ly hôn thậm chí chính tống thanh duệ đã liên thủ với chị ruột của tôi đuổi tôi ra khỏi tống thị để tôi không còn gì cả. Cũng không còn cách nào để có thể chống lại anh ấy. Tôi chỉ có thể nhìn mình bị buộc phải ly hôn rồi phải trơ mắt đứng nhìn vợ và con của mình ở bên người khác. Đứa trẻ là máu thịt của mình, ai mà chẳng thích. Tuy nhiên, có một số người liên tục ngăn cản tôi đến thăm con gái ở phủ tổng thống, khiến mối quan hệ của tôi và con gái càng ngày càng trở nên lạnh nhạt tôi chỉ muốn nói rằng một số người đừng có lấy thân phận của mình ra mà ức hiếp người khác trước đây tôi không có lên tiếng vì nghĩ đến lợi ích của con mình nên nhẫn nhịn nhưng bây giờ tôi đã đi vào ngõ cụt và dù sao thì tôi cũng không muốn nhẫn nhịn thêm nữa tôi không còn gì cả cuối cùng tống dung đức cũng đăng video cùng ảnh chụp trong video, Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ đi ra ngoài cửa nhà hàng ôm eo, thỉnh thoảng Tống Thanh Duệ cúi đầu hôn người phụ nữ trong tay anh. Một bức ảnh khác là của Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều cùng nhau đứng trong một bữa tiệc cốc thai. Lâm Minh Kiều cúi đầu, Tống Thanh Duệ đang xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng như nước. Cư dân mạng đang xem đi xem lại, thấy một vị cao thủ khác cũng xuất hiện, lập tức lại bàn tán xôn xao lên. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại có quan điểm khác Vậy đoạn video là bằng chứng Lâm Minh Kiều ngoại tình với Tống Thanh Duệ trong hôn nhân sao? Nếu như vậy, hai người thật là ghê tởm. Ý của Tống Dung Đức có thể tóm tắt như sau, một là những gì Tống Thanh Duệ nói đều là sai sự thật, lúc Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức còn đang ở quan hệ hôn nhân thì lại có tình cảm mập mờ với Tống Thanh Duệ, hai là Tống Thanh Duệ dựa vào thân phận là con trai của tổng thống để cướp vợ của anh họ mình, đồng thời cùng với chị họ của mình chấn áp Tống Dung Đức ba là gia đình tổng thống không cho tống dung đức gặp con gái của mình bốn là tống dung đức không muốn ly hôn với lâm minh kiều người mà anh ấy thích là lâm minh kiều ly hôn là bị ép buộc không có cách nào khác nói thế này thì tống dung đức có vẻ khá đáng thương ngày đó lúc trước anh ấy là người thừa kế chắc chắn của tập đoàn tống thị sau này vô duyên vô cớ bị đuổi ra khỏi tống thị hóa ra là tống thanh duệ ở phía sau giờ trò ma quỷ nếu tôi là anh ấy thì tôi nhất định sẽ tức giận ói máu. Thế giới nhà giàu thực phức tạp. Làm ơn, mở to mắt ra mà nhìn kỹ một chút. Mọi người không có để ý rằng Lâm Mình Kiểu trong video rất gầy, tóc cũng dài hơn một chút, lạnh nhuộm, rất giống với những bức ảnh gần đây của cô ấy. Hình như được chụp gần đây, Lâm Mình Kiểu trong ảnh hơi mập, tóc cũng chỉ dài đến vai, càng giống dáng vẻ cô ấy vào khoảng thời gian ly hôn hơn anh nói như vậy là đúng rồi, Tống Thanh Duệ cũng nói bọn họ đang yêu, thỉnh thoảng ôm hôn là chuyện bình thường. Cho dù là video quay gần đây, bức ảnh cũng không thể làm giả được. Chỉ nhìn bức ảnh, hai người rất mơ hồ, đặc biệt là ánh mắt của Tống Thanh Duệ, không thể che được, Lâm Minh Kiều không thể không biết. Chắc chắn trước đây hai người cũng đã có tình ý rồi. Làm ơn đi, cô không thấy Lâm Minh Kiều cúi đầu sao, cô ấy có thể nhìn thấy ánh mắt của Tống Thanh Duệ sao? hơn nữa tống thanh duệ cũng trực tiếp thừa nhận mình thích lâm minh kiều từ rất lâu rồi đối mặt với người mình yêu ánh mắt ôn nhu là điều bình thường ôi ôi xoa đầu là bình thường sao tôi nghĩ có gì đó mập mờ tống thanh duệ nói cái gì cũng không mất nhất định là thật điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả lâm minh kiều trong lúc đó đã bị chồng cô ấy lừa dối nên tống thanh duệ xoa đầu cô ấy an ủi không phải là chuyện bình thường hay sao xoa đầu có thể nói tống thanh duệ hẳn là có tình cảm với lâm minh kiều nhưng nói năm hai người đó có quan hệ tình cảm từ năm ngoái thì cũng chưa hẳn là vậy mọi người không có nghĩ tới nếu như hai người này thật sự có cái gì thì tại sao gần đây tống dung đức lại đăng video hôn của hai người họ và một bức ảnh xoa đầu vào năm ngoái rõ ràng là nhằm mục đích khiến chúng ta bối rối và mọi người có để ý rằng video và ảnh đều không có thời gian tống dung đức là một tên tặc hung ác Tuy rằng không biết Tống Thanh Duệ cùng Lâm Minh Kiều đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tống Dung Đức cũng không phải là hảo hán, thật sự cho rằng internet không có lưu lại sao, thật sự cho rằng cư dân mạng không có trí nhớ sao? Hiện tại, thời gian trôi qua, nói bản thân mình giống như rất đáng thương, nếu anh ấy thực sự có tinh thần trách nhiệm làm chồng, đáng lẽ anh ấy đã không qua lại với bạn gái cũ, còn sắp xếp nhà ở cho Nhạc Hạ Thu nữa. Nói cũng đúng, bạn bè cũng không đưa anh ấy về với vợ mà lại đưa anh ấy đến chỗ của nhạc hạ thu. <laughs> có ý gì chứ? Có nghĩa là bạn tốt của anh ấy đều biết anh ấy thích nhạc hạ thu. Bạn không thể thấy rằng anh ấy đã sai trong toàn bộ bài viết. Điều đó cho thấy anh ta là một người rất ích kỷ. Cư dân mạng đã có một cuộc thảo luận sôi nổi. Có người mắng Tống Thanh Duệ, có người mắng Tống Dung Đức, có người mắng Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ không còn được mọi người ủng hộ như trước. Trong phủ Tổng thống, Tống Thanh Duệ cả đêm căn bàn không có ngủ được. Sau khi nhìn thấy Tống Dung Đức lên tiếng, anh lập tức tìm thư ký để thu thập tin tức trên mạng. Thiếu gia Thành Duệ, chúng tôi điều tra tư liệu một chút, Tống Dung Đức phái Thủy Quân đến. Tuy rằng trên mạng vẫn có một lượng lớn người vẫn lý trí, không mù quáng tin tưởng Tống Dung Đức, nhưng là có người bắt đầu nghi vấn những gì anh nói. Khi trời dạng sáng sẽ có một làn sóng thông tin khác, có thể có nhiều người sẽ nghe lời của Thủy Quân và chuyển sang bên Tống Dung Đức. Thư ký nói xong thì liền rất tức giận. Tống Dung Đức này thật không biết xấu hổ, còn nói nhiều lời vì bán thanh xanh của anh và phụ Tổng thống. Lần nào anh ấy qua đây, Tổng thống và phu nhân đều làm khó anh ấy. Rõ ràng là anh ta không muốn ở bên đứa trẻ, nhưng lại đổ lỗi lên người anh. Tống Thanh Duệ hai tay khoanh ở trên bàn, nhìn hình ảnh trên điện thoại đụng phải Lâm Minh Kiều, trầm mặc không nói. Anh chỉ không ngờ rằng Tống Dung Đức có trí nhớ tốt như vậy. Lần duy nhất anh xoa đầu cô ấy trước công chúng lại bị Tống Dung Đức bắt gặp. Thấy vậy, trợ lý thận trọng nói, con nên tìm thủy quân không? Đương nhiên là cần, nhưng chúng ta phải tìm ra bằng chứng để cư dân mạng thấy Tống Dung Đức đã nói bao nhiêu lời nói dối. Tống Thanh Duệ dương mắt, không phải anh ta nói phủ tổng thống không cho anh ta gặp đứa nhỏ sao? Vậy anh hãy đi tìm lại camera giám sát của phủ tổng thống. Mỗi lần đến đều đưa Nguyệt Nguyệt ra vườn. Nhất định còn có lưu lại rất nhiều. Còn tấm ảnh này là chụp trong bữa tiệc tối mà năm đó tôi và Lâm Minh Kiều, Tống Dung Đức tham dự. Các anh vào gỡ toàn bộ video xuống và đưa lên cho mọi người xem. Lúc đó tôi và Minh Kiều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngoài ra video này từ Tống Dung Đức. Tống Thanh Duệ tìm địa chỉ một nhà hàng đưa cho trợ lý. Hôm qua, tôi và Minh Kiều đến nhà hàng này ăn tối. Ở cửa hẳn có camera giám sát. Anh đi chép lại toàn bộ thời gian, địa điểm. Và đừng xóa bộ dạng điên cuồng của Tống Dung Đức. Hãy để cư dân mạng nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của anh ấy hôm trước đã điên như thế nào. Tôi sẽ đi ngay bây giờ đây. Sau một giờ, trợ lý gửi tin nhắn đến. Ngượng ngùng nói, Thiếu gia, tôi vừa mới đi nhà hàng, quản lý ở đó nói, sáng hôm qua có người tới tìm anh ấy, nói người trong camera có thân phận hiền hách, liền phải xóa đi để không phải gây phiền phức cho nhà hàng. Có lẽ là Tống Dung Đức đoán trước nên đã xóa đi, hơn nữa đoạn camera bữa tiệc tối hôm đó cũng bị xóa vào sáng sớm. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm, lần này thông minh hơn, thiếu gia, bây giờ phải làm sao đây? Trợ lý lo lắng nói, thôi đi. Trở về đi, kỳ thật, tôi cũng dự tính tìm không được. Tống Thanh Duệ hờ hững cong môi. Nhưng mà Tống Dung Đức có thể nghĩ ra được, chẳng lẽ tôi cũng không có nghĩ đến sao? Đừng lo lắng, những video giám sát đó tôi đã sao chép nó cả ngày hôm trước, nên anh có thể chỉnh sửa nó và đăng nó. Thiếu ra, anh thật là... Trợ lý khâm phục, Tống Thanh Duệ mồi mỏng lộ ra một chút lạnh lùng. Tống Dung Đức thật là tàn nhẫn, như vậy đừng trách anh ấy không khách khí. Kể từ ngày hôm qua quyết định công khai, trong đầu anh đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, trong khoảng thời gian Lâm Minh Kiều còn chưa ly hôn, liệu anh và Lâm Minh Kiều có bất kỳ hành vi mập mờ, bất ngờ ở nơi công cộng mỗi lần gặp mặt đều có thể bị Tống Dung Đức phát hiện. Anh ấy đã nghĩ tới rất nhiều, không sai, thứ duy nhất có thể dùng chính là xoa đầu. Vì vậy, sau khi cân nhắc rất nhiều, anh ấy đã thú nhận rằng anh ấy thầm mến Lâm Minh Kiều, sau này anh ấy mới yêu May mắn thay, một lần nữa anh ấy đã đúng. Buổi sáng, Tống Thanh Duệ đi bộ đến nhà hàng, vừa bước vào đã thấy Tống Nguyên cầm điện thoại tức giận nói. Anh trai, tôi cũng không muốn giận anh, nhưng lần này không ai có thể cứu được Tống Dung Đức. Đừng giúp người con trai này nữa, một tên cầm thú như anh ấy không đáng để anh phải đối xử tốt một chút nào. Anh không thấy trên mạng anh ta nói gì sao, phụ tổng thống không cho anh ta gặp con gái sao, anh ta vẫn là người sao? Tôi ngăn cản anh ta khi nào? Chẳng qua là lần trước anh ta đến quấy rối Lâm Minh Kiều nên Lâm Thanh Phương mới đuổi anh ta ra ngoài thôi. Còn có, trong câu chữ của anh ta, có ý nói là tôi là chú mà lại giúp con trai cướp vợ của anh ta. Tông Nguyên càng lúc càng tức giận, anh nói cho tôi biết. Tôi có phải là loại người như vậy không? Tôi, Tống Nguyên, cả đời này đều ăn ngay nói thẳng. Hơn nữa, tôi đối với anh ta không đủ tốt. Mấy năm này, tôi đã từ trong ra ngoài giúp đỡ anh ta bao nhiêu lần rồi. Thật sự rất thất vọng. Từ nay về sau, tôi không quen biết người này nữa. Sau khi nói xong, Tống Nguyên vẫn không biết hết giận. Đập cái cốc trên bàn xuống đất. Nếu tôi không giết con thú này, tôi sẽ không còn là Tống Nguyên. Lúc Tống Thanh Duệ nhìn thấy cha mình như vậy, liền biết mình không cần nói thêm. Bà đừng nóng giận, con đã tìm được chứng cứ để đánh lại. Tống Dung Đức sẽ không nhảy múa được bao lâu nữa đâu. Bà chỉ đang an ủi lòng của mình thôi. Tống Nguyên về mặt thất vọng. Hôm qua con đã nói Tống Dung Đức sẽ phản bội ba. Thật sự không muốn tin. Đứa nhỏ đó tuy không phải là do cha sinh ra, nhưng cha rất hy vọng. Nhưng kết quả thì sao chứ? Thay vào đó, anh ta đã dùng dao đâm sau lưng chú của mình. Anh ta muốn đổ tội lên đầu của ba. Những lời đề cập này có nghĩa rằng anh ta không muốn ba tái đắc cử, thậm chí còn muốn ba từ chức ngay bây giờ. Ba, Lúc nãy con đã nói rồi, anh ta đã thay đổi rồi. Tống Thanh Duệ bất lực nói, anh ấy còn đang trốn trong nhà trương bộ trưởng, muốn người của Tống Đường đột nhập cũng không dễ dàng gì. Thanh Duệ, hãy kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, đừng để Tống Dung Đức tiếp tục gây rối nữa. Lâm Thanh Phương thở dài, nếu cứ ồn ào như vậy, người bên dưới sẽ thành lập tổ điều tra để điều tra cha con. Con hiểu rồi, đây là đơn từ trước của con, Tống Thanh Duệ đưa đơn từ chức mà anh đã viết từ sáng sớm. Ba, bố trí người tiếp quản công việc của con càng sớm càng tốt. Được rồi. Nhìn lá đơn từ chức, Tống Nguyên cảm thấy rất mệt mỏi và nặng nề. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 80 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Bót qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.